Bão Sandy tàn phá đảo quốc Cuba, tin từ Havana. Bão Sandy gia tăng sức mạnh sau khi băng qua vùng nước ấm của biển Caribbean và đã đổ bộ lên miền đông nam của Cuba vào sáng nay, với sức gió là 105 dặm một giờ, làm ngã đổ cây cối và cục điện. Trung tâm Bảo biển Quốc gia Hoa Kỳ ở Miami cho biết là Sandy đổ bộ Cuba lúc 5 giờ sáng theo giờ miền đông hay là 9 giờ theo giờ quốc tế. Nhà khí tượng Jose Rubiera của cơ quan thời tiết của Cuba cho biết là bão đã dâng cao, sóng cao và làm ngập vùng bờ biển. Trận bão trút từ 6 inches tới 12 inches, nước mưa trong nhiều vùng, có nơi mưa lên tới 20 inches. Ít nhất là đã có 55.000 người đã được di tản trước khi bão tới. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 18 dặm một giờ. Cảnh báo ảnh hưởng bão Sandy đã được ban bố dọc bờ biển phía đông của tiểu bang Florida, từ bãi biển Fernandina tới bãi biển Flagler. Theo tin đoán, thì bão Sandy sẽ không vào vịnh Mexico, là nơi mà có nhiều cơ sở khai thác dầu lửa và dầu khí. Chính phủ Cuba đã cấm bay, ngừng các dịch vụ service và tàu lửa ở miền đông.